Xin chào mọi người, Eddie Vũ đây và chúng muốn cho mọi người xem behind the scene của podcast Hồ sơ vụ án nó như thế nào và các thiết bị, các phần mềm tôi sử dụng để làm một số podcast. Đương nhiên là mỗi người có một số tiền đầu tư khác nhau, mỗi người có một sở thích khác nhau. Thì như chất lượng video và chất lượng audio các bạn nhìn thấy và bạn nghe thấy thì đây là các thiết bị của tôi sử dụng. Đầu tiên là một cái PC. Đương nhiên rồi. Và tiếp theo đó là Blue Yeti Procaster. Là Blue Yeti này đi cùng với cả chân như thế này, nhưng mà này hơi hơi thấp nên tôi dùng cái boom arm để cao hơn một chút, gần với miệng hơn. Và nhiều người mắc sai lầm là thu mic ở Blue Yeti bằng đầu này thì không chính xác, mà phải thu Blue Yeti ở đầu này, không thu dọc mà thu ngang. Sau đó thì là camera. Camera tôi sử dụng là Sony A640 A64000. Và ở trước lens thì có lắp teleprompter. Teleprompter là chạy bằng iPhone, chạy bằng điện thoại. Và có đi kèm với cả một chiếc điều khiển. Mỗi khi nhìn vào teleprompter cũng chính là nhìn vào thẳng vào camera có chữ chạy ở trên. Đó. Sau đó thì có ring light và tai nghe là Sony XM5. Ngoài ra thì tôi sử dụng Samsung Tablet S7 Plus để đánh, vì dùng máy tính thì khá là mất tập trung, hay chơi game nhiều hơn. Còn phần mềm thì sử dụng OBS để quay và dùng Adobe Premiere Pro để chỉnh video, dùng Audacity để chỉnh âm lượng. Và đó là tất cả những gì tôi sử dụng để làm một số podcast. Đấy.